Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2701. Vương Thao nói, lần này đến quận Đan Dương ngoại trừ tuần tra ra, tôi còn có một chuyện muốn thông báo. Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh ta. Vương Thao nói tiếp, vừa rồi tôi nói Đường Gia Hành Tẩu đã xuất hiện. Anh ta đã hạ lệnh triệu tập bác sĩ. Sau đó, trong khoảng thời gian này sẽ triệu tập bác sĩ ở Hải Châu để thảo luận y thuật. Trung tâm y tế quận Đan Dương các người cũng phải chọn ra một đội tới thảo luận. Quân Huyền Sách khẽ gật đầu, thở dài nói là thảo luận y thuật, nhưng thật ra là Đường Gia Hành Tẩu dạy mọi người y thuật. Năm đó, tôi cũng theo thầy giáo tới nghe giáo huấn của Đường Gia Hành Tẩu, thu được kiến thức không nhỏ, ngay cả thầy giáo của tôi cũng tự cảm thấy thẹn vì không bằng. Ôn Chính Sơ đồng tình, nói thêm, mỗi một đời Đường Gia Hành Tẩu không chỉ là thiên tài lợi hại nhất của Đường Gia, mà còn là thần quốc. Những người khác đều khẽ gật đầu, rất đồng ý với quan điểm của hai người. Vương Thao nói, đây cũng là một ân huệ của Đường Gia đối với chúng ta, chỉ cần nghe Đường Gia Hành Tẩu chỉ đạo, y thuật đều có thể tiến bộ. Anh ta nhìn Đường Tuấn, cười lạnh một tiếng nói, cũng không phải họ Đường của anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh ta nói tiếp, các người mau quyết định chọn người đi, tôi còn phải đi thông báo cho những người khác, sẽ không ở lại lâu. Nói xong, Vương Thao trực tiếp rời đi. Vương Thao không có mặt mũi tiếp tục ở lại lâu. Trong phòng trầm mặc một lát, Quân Huyền Sách cuối cùng nói, lần này để Đường Tuấn dẫn đội đi, mọi người có ý kiến gì không? Mọi người đồng loạt lắc đầu. Có thể đi nghe Đường Gia Hành Tẩu giảng giải y thuật đều là cơ duyên không nhỏ với bất kỳ ai. Mà Đường Tuấn còn trẻ, có độ dẻo dai, anh dẫn đội thì không thể không tốt được. Đường Tuấn ngạc nhiên. Quân Huyền Sách vỗ vai anh nói, đừng vội từ chối. Đường Gia Hành Tẩu rất hiền lành, cậu có thắc mắc dĩ thuật, đều có thể hỏi anh ta. Cơ hội tốt như vậy, đừng để cả đời phải hối tiếc. Đường Tuấn nhìn dáng vẻ chờ mong của mọi người, anh đành phải gật đầu đồng ý. Anh cũng có hứng thú với người gọi là Đường Gia Hành Tẩu này. Đường Tuấn cũng muốn so sánh y thuật của hai người. Đường Tuấn hỏi, khi nào xuất phát? Quân Huyền Sách suy nghĩ một chút rồi nói, trong khoảng thời gian này đi. Vương Thao thông báo cho những người khác cũng phải mất một thời gian, cho nên thời gian của chúng ta còn tương đối nhiều. Trong thời gian này, cậu phải tuyển chọn những người có năng lực tốt tham gia cùng câu. Ngoài ra, lớp học của cậu tại trung tâm y tế cũng phải xác định. Đường Tuấn suy nghĩ rồi nói, tôi chuẩn bị mở một khóa tu luyện dược khí Kim Liên. Sau khi lớp học này mở, tôi sẽ chọn một số người trong lớp học để đi với tôi đến Hải Châu. Quân Huyền Sách vừa định gật đầu, nhưng đột nhiên sắc mặt ông ta trở nên quái dị, hỏi cậu chắc chắn muốn mở khóa học về dược khí Kim Liên sao? Chương 2702. Đường Tuấn nói, có vấn đề gì sao? Trong điển tích của trung tâm y tế, Đường Tuấn chỉ tu luyện dược khí Kim Liên. Hơn nữa trong khoảng thời gian này anh còn không ngừng tu luyện, Đường Tuấn phát hiện dược khí Kim Liên là một môn y thuật rất lợi hại. Không hề như phế vật mà mọi người thường nói. Quân Huyền Sách chậm rãi nói, trước đây, trung tâm y tế cũng từng có người mở khóa học về dược khí Kim Liên, nhưng không có học sinh nào đăng ký. Bởi vì, tu luyện dược khí Kim Liên là ngưỡng cửa thấp, không cần thầy giáo chỉ đạo, học sinh cũng có thể tự tu luyện. Hơn nữa tính thực dụng của nó cũng hạn chế, đối với y thuật sau này nghiên cứu có hạn. Các học sinh trong trung tâm y tế đều cho rằng học khóa học này lãng phí thời gian tu luyện nên hầu như không có ai đăng ký lớp học. Đường Tuấn nhìn Quân Huyền Sách hỏi lại, mọi người cũng cho rằng như vậy sao? Quân Huyền Sách và Ôn Chính Sơ liếc nhau, sau đó đều gật gật đầu, nói, khóa học này không có ý nghĩa tham khảo lớn đối với học sinh. Đường Tuấn, cậu nên chọn lại một chương trình học khác đi. Tôi tin rằng với y học của cậu, chỉ cần mở lớp học là sẽ có rất nhiều học sinh đăng ký. Đường Tuấn nghe vậy lắc đầu, nói, không cần, tôi vẫn quyết định mở lớp dược khí Kim Liên. Quân Huyền Sách còn muốn khuyên thêm mấy câu nữa, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Đường Tuấn, ông ta cũng không nói nhiều nữa. Ngày hôm đó, tin tức Đường Tuấn trở về, hơn nữa còn mở khóa học liên quan đến dược khí Kim Liên đã truyền khắp toàn bộ trung tâm y tế với tốc độ nhanh chóng mặt. Còn tin tức Đường Tuấn muốn chọn học sinh đi theo mình đến Hải Châu trong lớp, thì mấy người Quân Huyền Sách tạm thời giấu. Họ muốn xem Đường Tuấn mở khóa học này sẽ đạt kết quả như thế nào trước. Nếu có thể để Đường Tuấn chịu một bài học cũng không phải chuyện xấu. Mặt khác, họ cũng sợ mọi người nghe được tin tức, chỉ vì muốn tới Hải Châu học mà đăng ký, như vậy đối với trung tâm y tế hay Đường Tuấn đều ảnh hưởng không tốt. Tại khu vực ký túc xá nữ của trung tâm y tế,
Trương Kỳ nhíu mày nói, Tâm Tâm, cậu nói xem, bác sĩ Đường mở khóa học dược khí kim liên này sẽ có người báo danh không? Mặc dù ngày đó anh ấy thể hiện được sự không tầm thường của dược khí kim liên, nhưng dù sao không phải tất cả mọi người đều giống anh ấy, có thể tu luyện dược khí kim liên đến trình độ cao thâm như vậy. Hàn Tâm Tâm nắm chặt nắm tay, nói, tớ không quan tâm người khác có đăng ký hay không, nhưng tớ nhất định sẽ tham gia. Trương Kỳ nghe vậy, thở dài. Thật ra không cần hỏi, cô ta cũng biết câu trả lời của Hàn Tâm Tâm. Từ ngày Đường Tuấn giải vây cho cô ấy, Hàn Tâm Tâm nghiễm nhiên trở thành người hâm mộ trung thành số một của Đường Tuấn. Trương Kỳ thấp giọng nói, tớ sợ đến lúc đó chỉ có vài đi sẽ gây ra đả kích lớn với anh ấy. Hàn Tâm Tâm lạnh lùng nói, đó là vì họ không có ánh mắt, không có tư cách nghe bài giảng của bác sĩ Đường. Trương Kỳ không nói gì nữa. Nhưng những người như Hàn Tâm Tâm cũng rất ít, có rất nhiều người trong trung tâm y tế đều rất không đồng ý với việc Đường Tuấn mở khóa học về dược khí kim liên này. Bác sĩ Đường có ý gì vậy? Tôi đã chờ đợi quá lâu để đăng ký khóa học của anh ấy, kết quả của việc chờ đợi lại thế này. Môn điển tịch dược khí kim liên này chúng ta cũng có thể tự tu tập, đâu cần anh ấy chỉ đạo chứ. Đây không phải là làm lãng phí thời gian của chúng ta hay sao? Nếu như bác sĩ Đường có thể dạy chúng ta tu luyện dược khí kim liên đến trình độ như của anh ấy thì tôi cũng muốn đăng ký khóa học. Chương 2703. Anh mơ à? Bác sĩ Đường là ngoại lệ. Anh ấy sinh ra đã có thiên phú, vì vậy mới có thể làm được. Anh đang nghĩ bản thân mình cũng có thiên phú giống bác sĩ Đường à? Quên nó đi. Tôi không đăng ký khóa học này đâu. Tôi sẽ chờ khóa học sau của bác sĩ Đường. Lần này thật sự là làm cho người ta thất vọng. Bác sĩ Đường đang làm cái gì vậy chứ? Có rất nhiều cuộc đối thoại tương tự xảy ra giữa các nhóm học sinh, sinh viên của trung tâm y tế. Ngay cả một số giảng viên cũng lên án khóa học này của Đường Tuấn. Tỉnh Trung nói với học sinh trong lớp của mình, tôi sợ bác sĩ Đường mở khóa học này sẽ không có người báo danh. Như vậy đi, nếu có người đăng ký khóa học của bác sĩ Đường tôi sẽ miễn học phí trong vòng một năm học của người đó, coi như là giúp bác sĩ Đường. Tuy rằng loại cổ vũ này mang tính chất châm biếm nhưng vẫn không có nhiều người hưởng ứng tham gia. Vì dù sao không phải ai cũng nguyện ý vì một chút linh thạch mà lãng phí thời gian tu luyện quý giá của mình. Dường như cả trung tâm y tế đều đang chờ để xem chuyện cười của Đường Tuấn, mong chờ ngày nhập học của anh ấy sẽ diễn ra như thế nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày trôi qua, hôm nay chính là ngày Đường Tuấn khai giảng. Tại tầng 3 của tòa nhà giảng dạy ở trung tâm y tế, một phòng học có diện tích khá lớn, đủ để chứa 100 giáo viên trong đó. Hàn Tâm Tâm ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh là người bạn tốt của cô ấy, Trương Kỳ. Phía sau hai người, còn có 6 học sinh khác. Lớp học lớn như vậy, tổng cộng chỉ có 8 học sinh. Đường Tuấn đứng trên bục giảng nhìn xuống phía dưới, trên mặt không có vẻ xấu hổ mà lại rất bình tĩnh. 8 người là những học sinh đầu tiên của tôi, vì vậy, các bạn không cần phải làm bài kiểm tra. Nếu sau này có học sinh nào muốn vào lớp học của tôi, nhất định phải thông qua bài kiểm tra mới được, đấy là quy định đầu tiên. Sau khi buổi học này kết thúc, các bạn nói với bạn bè của mình như vậy để họ chuẩn bị. Ngoại trừ Hàn Tâm Tâm ra, những người khác, bao gồm Trương Kỳ đều cảm thấy buồn cười. Sau hôm nay, những người này còn muốn ở lại học tiếp hay không còn chưa biết, bây giờ anh nói những thứ này, hình như quá sớm. Giảng viên Đường, rốt cuộc anh muốn nói gì với chúng tôi? Chúng tôi đều đã tu luyện qua dược khí kim liên, nếu như anh chỉ muốn nói cái này, tôi nghĩ anh nên dừng lại. Một nam sinh ngồi phía sau Hàn Tâm Tâm bất mãn nói. Liễu Thiên, anh nói chuyện chú ý một chút. Hàn Tâm Tâm quát người nam sinh đó. Liễu Thiên ngượng ngùng cười, nói, bác sĩ Đường, tôi biết y thuật của anh rất tốt. Hay là như vậy đi, anh hãy truyền cho chúng tôi y thuật mà anh tự hào nhất đi. Còn dược khí kim liên gì đó, chúng tôi cũng không muốn học và anh cũng không cần dạy. Chương 2704. Đường Tuấn nhìn anh rồi nói, không muốn học thì đi ra ngoài. Liễu Thiên ngẩn ra, khuôn mặt hiện rõ sự không thể tin được, nói tôi không nghe lầm chứ. Bây giờ trong lớp anh chỉ có 8 học sinh, anh còn đuổi tôi đi. Đường Tuấn cũng nói với những người khác, những ai không muốn học cũng có thể đứng lên rời đi. Nhưng lần sau muốn vào học thêm lớp của tôi, sẽ phải làm bài kiểm tra. Liễu Thiên nói, được. Quả nhiên là giảng viên Đường. Rất lợi hại, tôi muốn xem lớp học này sẽ diễn ra như thế nào. Nói xong, anh ta đi ra khỏi phòng học, đứng ở hành lang, dáng vẻ bất cần.
Đường Tuấn hỏi, còn có ai nữa không? Lần này thì không ai đứng lên nữa, như bị Đường Tuấn dọa sợ. Đường Tuấn hài lòng gật đầu, nói, mọi người sẽ không hối hận vì hôm nay đăng ký vào lớp học này. Trong khi nói chuyện, anh lấy ra một cái gì đó. Một viên đá đen nhánh, lấp lánh ánh bạc nhân nhạt. Chính là đá ô tinh mà anh lấy được từ trong tay Vương Thao. Đây là cái gì vậy? Hàn Tâm Tâm và mọi người đều thắc mắc. Họ đều đã từng tu luyện dược khí kim liên, nhưng chưa từng nghe nói tu luyện dược khí kim liên cần dùng đến cái này. Trên mặt Đường Tuấn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hai ngày trước, anh lấy được viên đá ô tinh này ở trong tay Vương Thao, đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy đá ô tinh. Đối với Vương Thao hay Quân Huyền Sách mà nói, đá ô tinh chỉ là một loại công cụ dùng để đo cường độ tinh thần lực. Nhưng sau khi cảm ứng sơ bộ, Đường Tuấn phát hiện ra một loại công dụng khác của đá ô tinh. Mà loại công dụng này đúng lúc có thể phụ trợ việc tu luyện dược khí kim liên. Đường Tuấn nói, bây giờ mọi người bắt đầu dùng hết sức lực vận chuyển dược khí kim liên. Mọi người tuy rằng chưa hiểu chuyện gì, nhưng đều làm theo. Sau khi mọi người vận chuyển dược khí kim liên, một hương thơm nhàn nhạt tràn ngập khắp phòng học rộng lớn. Tuy nhiên, hương thơm này rất mơ hồ, rất khó để phát hiện. Đường Tuấn cũng nhân cơ hội này nhìn ra trình độ của mọi người trong môn công pháp dược khí kim liên này. Hàn Tâm Tâm đạt tới tầng thứ tư được khi kim liên, cách tầng thứ năm không xa. Mà Trương Kỳ thì mới vào tầng thứ tư, năm người còn lại thì đều chỉ ở tầng thứ ba. Chương 2705. Liễu Thiên bên ngoài phòng học cười lạnh một tiếng, nói tôi thật sự muốn xem anh muốn dùng thủ đoạn gì. Nếu khóa học hôm nay của Đường Tuấn bị làm hỏng, anh ta không ngại tuyên truyền nó để cho cả trung tâm y tế đều biết. Mọi người trong phòng nhắm mắt lại, toàn bộ tâm trí đều dùng để vận chuyển được khí kim liên. Theo việc vận chuyển được khí kim liên diễn ra không ngừng, linh hồn cũng sẽ chịu áp lực càng lớn. Mọi người đều căng thẳng, có một hai người khác đã nhíu chặt mày, chán đổ mồ hôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ không thể kéo dài lâu. Đúng lúc này, Đường Tuấn rót tinh thần lực vào trong đá ô tinh, một mảnh tinh hà nhỏ theo đó xuất hiện trong phòng học. Mấy người Hàn Tâm Tâm, Trương Kỳ đang cố gắng chịu đựng áp lực tinh thần, nhưng khi tinh hà nhỏ xuất hiện, cơ thể họ run lên, cố áp lực tinh thần kia giảm đi rất nhiều. Họ cảm thấy thể xác và tinh thần của mình như đang ngâm trong suối nước nóng, cảm giác vô cùng thoải mái từ sâu trong linh hồn phát ra. Liễu Thiên ở bên ngoài phòng học nhìn thấy cảnh này lại không thể tưởng tượng nổi. Tinh hà nhỏ chỉ xuất hiện một lát, Hàn Tâm Tâm ngay lập tức đột phá đến tầng thứ 5. Còn Trương Kỳ thì không ngừng hướng đến đỉnh phong của tầng thứ 4. Còn 5 người kia khi trước đạt tới tầng thứ 3, bây giờ đều đột phá đến tầng thứ 4. Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Dược khí kim liên đâu có dễ dàng đột phá như vậy. Liễu Thiên vô cùng ngạc nhiên. Tu vi của anh ta cũng đạt tầng thứ 4. Nhưng trước kia, khi anh ta đột phá từ tầng thứ 3 lên tầng thứ 4 thì phải chịu đựng sự thống khổ, đau đớn vô cùng. Cái này người bình thường không cách nào chịu đựng. Sau khi anh ta đột phá thành công, tinh thần bị suy nhược nửa tháng. Nhưng bây giờ, những người trong phòng lại có thể đột phá dễ dàng như vậy. Mảnh tinh hà nhỏ kia duy trì trong nửa giờ đồng hồ rồi biến mất. Đám người Hàn Tâm Tâm, Trương Kỳ lần lượt rời khỏi trạng thái tu luyện. Trên mặt họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Họ chỉ biết nhìn nhau như gặp phải chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tinh thần lực của tôi đã tăng lên 3 thành. Tinh thần lực của tớ còn tăng lên nhiều hơn, tăng lên 4 thành rồi. Mọi người nói xong thì phát hiện, tinh thần lực của 7 người họ đều tăng lên, ít nhất là 2 thành, nhiều nhất là 4 thành. Mọi người đều nhìn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn nói, mấy ngày kế tiếp, mọi người không nên tu luyện dược khí kim liên. Trước hết cần củng cố tinh thần lực sau khi tăng đã rồi nói sau. Trong lòng mọi người đều căng thẳng. Hàn Tâm Tâm hỏi, bác sĩ Đường, là anh giúp chúng tôi nâng cao tinh thần lực sao? Tinh thần lực là thứ gì đó rất hư ảo, rất khó để nâng cao. Trước giờ, trung tâm y tế đều chưa từng mở khóa học về tu luyện tinh thần lực. Vì vậy có thể thấy, tu luyện tinh thần lực vô cùng gian nan, không hề dễ dàng. Ngay cả Quân Huyền Sách là giám đốc quận Đan Dương cũng không thể giúp người khác nâng cao tinh thần lực. Như vậy, nếu như một khi có người có thể giúp người khác nâng cao tinh thần lực, chắc chắn người đó sẽ trở thành bánh mì thơm, đừng nói quận Đan Dương, mà ngay cả các thế gia ở Hải Châu cũng sẽ tôn sùng anh là khách quý. Bởi vì, cho dù là ở trong giới y học, hay là ở giới tu luyện, đây đều là sự kiện lớn phá vỡ nhận thức bình thường của con người. Đường Tuấn cười nói, xem như là vậy đi.
Trong khoảng thời gian tu luyện dược khí kim liên, trong lúc vô tình anh phát hiện ra môn công pháp này có điều bí ẩn. Chương 2706. Người bình thường khi tu luyện dược khí kim liên đều cảm giác được tinh thần của mình vô cùng áp lực. Đó là bởi vì trong quá trình tu luyện dược khí kim liên, nó đồng thời cũng không ngừng rèn luyện tinh thần của người tu luyện. Nhưng bởi vì không có công pháp phụ trợ tu luyện linh hồn, khiến tinh thần của họ không được bổ sung, quá trình tu luyện lại càng gian nan. Đường Tuấn thì khác, Khải Thần 12 pháp mà anh lấy được chính là một môn công pháp dùng để tu luyện tinh thần, hoàn toàn có thể bổ sung, theo kịp lượng tiêu hao khi tu luyện dược khí kim liên. Cho nên anh có thể dễ dàng tu luyện dược khí kim liên mà không gặp bất kỳ trở ngại gì. Nếu như không có công pháp tu luyện tinh thần, muốn tu luyện dược khí kim liên cũng chỉ có thể dựa vào tiên thiên tinh thần lực và cơ hội hiếm có, rất khó tu luyện tới tầng thứ 9. Về phần đá ô tinh, trong đó ẩn chứa năng lượng rất có lợi đối với tinh thần, chỉ là người bình thường rất khó kích thích nó khởi động. Đường Tuấn đã tu luyện Khải Thần 12 pháp nên mới có thể dễ dàng dẫn dắt năng lượng trong đá ô tinh ra, bổ sung tinh thần tiêu hao của đám người Hàn Tâm Tâm. Đường Tuấn trả lời xong, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Vì họ biết hôm nay họ đã thu hoạch được rất lớn. Đăng ký bừa, vậy mà lại đăng ký đúng môn tu luyện tinh thần lực. Mặc kệ sau này tinh thần lực có thể tăng vọt hay không, chỉ riêng những thứ họ thu hoạch được trong tiết học này cũng đủ để họ hưởng lợi cả đời. Cảm ơn bác sĩ Đường. 7 người đồng thời đứng dậy, cúi đầu chân thành cảm ơn anh. Sự đột phá của bài học này rất có thể là chìa khóa để vượt qua khúc cua tiếp theo của họ. Còn Liễu Thiên ở bên ngoài phòng học thì đang trợn tròn mắt. Một khi chuyện xảy ra ở đây truyền ra ngoài, lớp học của Đường Tuấn sẽ trở nên hot nhất trong trung tâm y tế. Đừng nói là học sinh, mà ngay cả giảng viên cũng muốn đăng ký tiết học này. Đến lúc đó muốn báo danh chỉ sợ sẽ sứt đầu mẻ trán. Vừa rồi anh ta lỡ miệng mà bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một ngày. Anh ta cắn răng, gãi đầu đi vào lớp học, nói, bác sĩ Đường, vừa rồi là tôi nói sai rồi. Tôi muốn đăng ký lớp học của anh một lần nữa. Đám người Hàn Tâm Tâm chế giễu nhìn Liễu Thiên, ánh mắt họ tràn ngập khinh thường. Vừa nãy thì công khai chống đối Đường Tuấn, bây giờ nhìn thấy tiềm năng của khóa học này, thì lại mặt dày đến xin lỗi. Đường Tuấn nói, được thôi. Liễu Thiên ngạc nhiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đường Tuấn nói tiếp, nhưng phải làm bài kiểm tra mới được. Liễu Thiên hỏi lại, kiểm tra cái gì? Trong trung tâm y tế, anh ta cũng được coi như là học sinh nằm trong top đầu, không sợ kiểm tra. Đường Tuấn nói, muốn đăng ký lớp học của tôi, điều kiện tiên quyết là tu luyện dược khí kim liên lên đỉnh phong tầng thứ tư đỉnh phong. Đỉnh phong tầng thứ tư đỉnh phong. Sắc mặt Liễu Thiên biến đổi, anh ta mới vào tầng thứ tư. Nếu muốn đạt tới đỉnh phong tầng thứ tư sợ phải mất hơn nửa năm. Mà sau nửa năm, những người trong lớp này chỉ sợ đã sớm vượt qua anh ta. Xem ra cậu không phù hợp. Vậy cậu có thể đi ra ngoài rồi. Đường Tuấn phất tay, Liễu Thiên đã bị ném ra khỏi phòng học. Chương 2707 tai mấy người đều dựng thẳng lên. Advertisement. Mặc dù hối hận, không cam lòng, nhưng trong lòng anh ta không có bất kỳ oán hận nào. Liễu Thiên nắm chặt nắm tay, nói, được, tôi sẽ đạt đến đỉnh phong tầng thứ tư. Advertisement. Nếu có giảng viên thứ hai mở một khóa học tương tự. Liễu Thiên chắc chắn sẽ không nén giận như thế này. Nhưng anh ta hiểu rõ, đừng nói là quận Đan Dương, mà ngay cả Hải Châu này, chỉ có Đường Tuấn là mở khóa học để nâng cao tinh thần lực. Anh không muốn lên, người khác còn xếp hàng. Advertisement. Đối với tu luyện hay đối với y thuật, việc nâng cao tinh thần lực đều rất tốt, không thể so sánh được. Mà việc liên quan đến tương lai của mình, anh ta không quan tâm đến vấn đề mặt mũi. Hôm đó, khóa học của Đường Tuấn đã làm cả trung tâm y tế kinh ngạc. Tại chỗ ở của Đường Tuấn ở trung tâm y tế. Mấy người Quân Huyền Sách, Ôn Chính Sơ đang chen chúc trong sân nhát Đường Tuấn. Ánh mắt họ nhìn Đường Tuấn vô cùng nóng bỏng, vẻ mặt như nhìn thấy người đẹp. Bác sĩ Đường. Vẻ mặt của Quân Huyền Sách muốn nói lại thôi. Vì ông ta dù sao cũng là giám đốc của trung tâm y tế, xem như tiền bối. Làm như thế, ông ta cảm thấy bản thân không có thể diện. Nhưng Ôn Chính Sơ lại tương đối quen thuộc với Đường Tuấn. Anh ta trực tiếp mở miệng nói, Đường Tuấn, rốt cuộc anh làm thế nào vậy? Tai mấy người đều dựng thẳng lên. Họ đều đã từng tu luyện qua dược khí kim liên, nhưng chưa bao giờ xuất hiện chuyện nâng cao tinh thần lực. Hơn nữa, có không ít người tu luyện khiến tinh thần lực bị suy nhược.
Đường Tuấn lắc đầu, không nói gì. Chuyện này có liên quan đến Khải Thần 12 Pháp, vì vậy, anh không dám tùy ý nói ra. Mấy người Ôn Chính Sơ ngạc nhiên, sau đó họ cũng hiểu được gì đó, biết bản thân hỏi quá đường đột. Phương pháp nâng cao tinh thần lực, không cần nghĩ cũng biết là tuyệt mật, làm sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết. Nếu là họ, họ cũng sẽ như vậy. Nhìn biểu cảm trên mặt của mọi người, Đường Tuấn biết họ đang suy nghĩ cái gì, liền nói, tôi có thể giúp mọi người nâng cao tinh thần lực, đúng lúc để mọi người cảm thụ một chút. Mấy người nghe anh nói vậy đều lộ ra vẻ vui mừng. Ở đây chỉ có Quân Huyền Sách, Ôn Chính Sơ, Huyền Mông. Họ đều có quan hệ tốt với Đường Tuấn. Vì vậy, Đường Tuấn cũng vui vẻ giúp họ một chút. Sau khi dùng đá ô tinh khiến tinh thần lực của mọi người được nâng cao, sắc mặt họ càng thêm vui vẻ. Tai nghe không bằng mắt thấy, nhưng tự mình trải nghiệm mới biết bản lĩnh của Đường Tuấn. Tu vi của những người này có thể nói là cao nhất ở trung tâm y tế. Vì vậy, biên độ nâng cao tinh thần lực đều rất khủng bố. Quân Huyền Sách nâng cao gần 6 thành, còn những người khác cũng gần 5 thành. Chương 2708, tôi phải về tu luyện mới được. Advertisement. Trong lòng Quân Huyền Sách rung động, nói, lúc tôi mới tu luyện dược khí kim liên, tôi đang ở tầng thứ 6, tinh thần lực được nâng cao 6 thành. Mà bác sĩ họ Ôn cũng là tầng thứ 5, tinh thần lực được nâng cao 5 thành. Vậy chẳng phải là nói, nếu như tôi tu luyện dược khí kim liên tới 9 thành, tinh thần lực có thể tăng gấp đôi hay sao? Mọi người nghe vậy, đồng thời hít một hơi khí lạnh. Advertisement. Tinh thần lực tăng cường gấp đôi. Chuyện này thật kinh khủng. Advertisement. Tu vi hiện giờ của Quân Huyền Sách là hợp thể cảnh hậu kỳ. Nếu tinh thần lực của ông ta tăng gấp đôi, vậy chỉ cần tinh thần lực là đã có thể đánh bại người tu hành đạt động hư cảnh. Hơn nữa, khả năng đột phá động hư cảnh cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng việc tu luyện dược khí kim liên đến tầng thứ 9, trước kia họ không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, tinh thần lực của họ tăng mạnh, tốc độ tu luyện dược khí kim liên cũng tăng nhanh hơn rất nhiều, có cơ hội đạt tới tầng thứ 9. Đường Tuấn gật đầu, nói, có thể nói như vậy. Sắc mặt của Quân Huyền Sách ngưng trọng, ông ta nói, Đường Tuấn, hay là chuyện dẫn đội đi gặp Đường Gia Hành Tẩu lần này, cậu đừng đi nữa. Trước đây nói được gặp Đường Gia Hành Tẩu là một lần may mắn. Nhưng nếu chuyện Đường Tuấn có thể giúp người khác nâng cao tinh thần lực mà truyền ra ngoài, sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý và ngấp nghé. Tuy rằng siêu cấp thế gia như nhà họ Đường cũng có pháp môn nâng cao tinh thần lực. Nhưng việc này rất khó để nói người khác không động tâm. Đến lúc đó, Đường Tuấn rất có thể sẽ phải đối mặt với việc bị ám sát. Sắc mặt của những người khác cũng ngưng tụ, họ nghĩ đến khả năng này đều khuyên nhủ anh. Đường Tuấn nói, không sao đâu, muốn lấy đồ từ tay tôi đâu có dễ như vậy. Lúc Đường Tuấn nói chuyện với mấy lãnh đạo trung tâm y tế, các học sinh trong trung tâm y tế cũng đều cãi nhau. Một số học sinh ngay từ đầu còn nghi ngờ tin tức này là giả, nhưng khi tận mắt nhìn thấy tinh thần lực của 7 người Hàn Tâm Tâm tăng vọt, không còn ai hoài nghi nữa. Bác sĩ Đường có thể giúp người khác nâng cao tinh thần lực, tôi nhất định phải đăng ký khóa học này. Các lớp của giáo viên khác có thể không báo danh nhưng lớp của bác sĩ Đường, tôi nhất định phải đăng ký. Muốn báo danh nhưng bác sĩ Đường không nói nhất định sẽ dạy. Bây giờ muốn học anh ấy, hình như phải làm kiểm tra, ít nhất phải tu luyện dược khí kim liên đến đỉnh phong tầng thứ 4 mới được. Tôi phải về tu luyện mới được. Các người nghe nói chưa, tên Liễu Thiên vốn báo danh ở lớp của bác sĩ Đường, nhưng lỡ miệng nói, bị bác sĩ Đường đuổi ra khỏi phòng học, thật sự là buồn cười. Đột nhiên trong trung tâm y tế nảy lên phong trào cùng nhau tu luyện. Trước kia không có người tu luyện dược khí kim liên, nhưng bây giờ lại trở thành công pháp mà mọi người nhiệt tình nhất. Chương 2709 tỉnh trung lại là người đến đầu tiên. Advertisement. Nếu như muốn nâng cao tinh thần lực, vậy đi báo danh lớp của tôi đi. Đường Tuấn bình thản nói. Advertisement. Vì thế, rất nhiều giảng viên phẫn nộ bất bình. Họ chính là giảng viên, trong đó cũng có nhiều giảng viên cấp cao. Nếu họ đi nghe tiết Đường Tuấn thì thật mất mặt. 3 ngày sau là đến buổi học thứ 2 của Đường Tuấn. Advertisement. Đường Tuấn vừa đến tòa nhà giảng dạy đã nhìn thấy một dòng người dài như rồng đứng xếp hàng từ bên ngoài tòa nhà giảng dạy kéo dài đến phòng học của anh. Hơn nữa con rồng này còn đang không ngừng gia tăng. Bác sĩ Đường. Bác sĩ Đường. Khi nhìn thấy Đường Tuấn đi tới,
mỗi người đều nhẹ giọng chào anh một câu. Những người này nếu không phải là sinh viên của trung tâm y tế thì cũng là giảng viên của trung tâm y tế, cũng có một ít học trò thế gia dựa vào quan hệ muốn vào dự thính. Đường Tuấn khẽ gật đầu, khi đi tới cửa phòng học, khuôn mặt anh lộ ra một nụ cười khổ. Xếp ở vị trí đầu tiên, không phải người khác, lại là Tỉnh Trung. Bác sĩ Tỉnh, anh đây là... Đường Tuấn cảm thấy hơi buồn cười. Lúc anh mới đến trung tâm y tế, Tỉnh Trung và anh còn có mâu thuẫn với nhau. Trước khi mở khóa học dược khí Kim Liên này, anh cũng nghe qua lời Tỉnh Trung nói. Vì vậy, cho dù như thế nào thì anh nghĩ Tỉnh Trung là người không có khả năng đến nhất. Ai mà nghĩ, Tỉnh Trung lại là người đến đầu tiên. Tỉnh Trung lại không cảm thấy ngượng ngùng, nhếch miệng cười nói, bác sĩ Đường y thuật hơn người, tôi cảm thấy thẹn vì không bằng. Tôi đã tu luyện dược khí Kim Liên tới tầng thứ 5, chẳng lẽ bác sĩ Đường không thu học sinh như tôi sao? Đường Tuấn cảm thấy không biết nói gì với da mặt dày của người đứng trước mặt này. Anh không nói thêm gì, trong lòng còn bội phục Tỉnh Trung. Anh bước vào lớp học. Trong phòng học vẫn chỉ có 7 người Hàn Tâm Tâm, họ đều nhìn Đường Tuấn bằng đôi mắt sùng bái. Trước kia, họ đăng ký lớp học của Đường Tuấn, bị người ta coi là kẻ ngốc. Nhưng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, họ lại trở thành đối tượng mà tất cả mọi người hâm mộ. Cuối cùng Đường Tuấn nhận 100 học sinh từ mấy trăm người, trong đó còn có 10 giảng viên. Vốn có 20 giảng viên báo cáo cho lớp, nhưng vì công bằng Đường Tuấn chỉ nhận 10 người. Phòng học vốn chỉ có chỗ cho 7 người, sau khi nhận một đợt học sinh mới lại có hơi quá tải. Chương 2710 lần này không có ai đứng ra tỏ vẻ bất mãn. Advertisement. Giống như lớp trước, Đường Tuấn lợi dụng đá ô tinh cùng khải thần 12 pháp làm tăng lên tinh thần lực của hơn 100 người. Bởi vì nhân số tương đối nhiều mà năng lượng trong đá ô tinh lại có hạn. Cho nên lần này đối với tinh thần lực của mọi người tăng lên với biên độ rất thấp, gần như chỉ có không đến một hàng. Advertisement. Nhưng cho dù như vậy thì vẻ mặt của tất cả mọi người rất kích động. Loại như Tỉnh Trung tu luyện gần trăm năm, tinh thần lực tăng biên độ rất thấp, nhiều nhất là một hai hàng. Advertisement. Nhưng hiện tại thời gian một tiết học đã làm cho ông ta tăng thêm một hàng, loại tốc độ này không thể nói là không nhanh. Chờ tâm tư mọi người dần dần bình phục lại, Đường Tuấn mới nói, hôm nay sau khi tiết học này kết thúc, lớp học của tôi sẽ tạm dừng một thời gian. Mọi người ngẩn ra, nhao nhao hỏi nguyên nhân. Đường Tuấn giải thích, nhà họ Đường hành tẩu xuất hiện rồi, tôi muốn dẫn học sinh đến Hải Châu tham gia đại hội. Mọi người nghe vậy thì nhất thời lộ ra biểu tình cuồng nhiệt hơn so với lúc trước khi đề cao tinh thần lực, dùng ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn về phía Đường Tuấn. Nếu Đường Tuấn giúp bọn họ đề cao tinh thần lực xem như là cơ duyên, như vậy gặp mặt nhà họ Đường hành tẩu chính là cơ duyên lớn. Mấy chục năm trước có người được nhà họ Đường hành tẩu chỉ điểm vài câu. Người nọ vốn dĩ chỉ có thể xếp hạng trung cấp trong trung tâm y tế. Nhưng sau khi được chỉ điểm, y đạo cùng tu vi của người nọ đồng loạt tiến lên, trong 10 năm ngắn ngủi trở thành người nổi tiếng ở Hải Châu tồn tại. Cuối cùng trở thành giám đốc. Có thể nói, nhà họ Đường hành tẩu vài câu có thể quyết định tiền đồ của một bác sĩ, thay đổi vận mệnh. Đường Tuấn thấy thế thì trong lòng khẽ rùng mình. Ảnh hưởng của tam đại thế gia đối với thần quốc vượt qua sự tưởng tượng của anh. Trong lòng anh càng thêm tò mò, y thuật nhà họ Đường này đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Là bác sĩ, Đường Tuấn có ý nghĩ muốn cùng đối phương có quan hệ ngắn hạn. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Đường Tuấn điểm danh 10 học sinh, nói, 10 người các người mấy ngày nữa cùng tôi đi Hải Châu. 10 người này bao gồm Thác Bạt Tuyết Tình, Hàn Tâm Tâm, Canh Đằng và Du Tuyển cùng với mấy học sinh khác đạt thành tích tốt trong kỳ thi năm ngoái. Thiên phú của bọn họ quả thực không tệ. Hơn nữa lớp học hôm nay Đường Tuấn báo tin cũng là mấy người xếp hàng đầu. Có tài năng lại siêng năng, cơ hội tất nhiên dễ dàng rơi vào trên người bọn họ. 10 người đứng lên, cung kính cảm tạ Đường Tuấn. Lần này không có ai đứng ra tỏ vẻ bất mãn. Không chỉ bởi vì 10 người lựa chọn quả thực có tư cách kia, cũng bởi vì Đường Tuấn dần dần xây dựng uy tín trong lòng bọn họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2710.